Bực tức vì chồng nhậu say xỉn, còn chửi bới. Người phụ nữ ở Bắc Giang đã dìm chồng vào chậu nước dẫn đến tử vong. Cơ quan công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga để làm rõ về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, 16 giờ ngày 9 tháng 2, tức là ngày 28 Tết Tân Sửu, ông Dương Xuân Mận, 49 tuổi, chồng bà Nga về nhà trong tình trạng say xỉn và chửi bới túm tóc vợ. Do bực tức bà Nga đã lấy băng dính dán kín miệng rồi di mặt ông Mận xuống chậu nước khoảng 1 phút. Sau đó thì bà Nga cắt băng dính dán miệng thay quần áo, bế ông Mận đặt lên giường ngủ, đắp chăn cho chồng rồi đưa sang nhà hàng xóm chơi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Ma gọi bà Nga gọi ông Mận không thấy trả lời nên đưa đi cấp cứu nhưng mà ông này đã tử vong. Khi mà đưa ông Mận đi cấp cứu thì bà Nga nói dối rằng ông Mận uống rượu say bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tử vong ở vùng đầu và gây mất máu dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, công an của huyện Yên Dũng cho rằng những vết thương này không thể gây ra cái chết trong mận và kết quả từ viện khoa học hình sự bộ công an cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước và chính nguyễn thị nga là thủ phạm gây ra cái chết của chồng nên vận động đối tượng ra đầu thú